Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2022 hôm nay mùng 2 tháng 12, thử thách cực đại. Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mùng 2 tháng 12, Hàn Quốc đối mặt thử thách cực đại khi phải chạm trán Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo. Theo lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mùng 2 tháng 12 và dạng sáng mùng 3 tháng 12, các bảng đấu G và H sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng để xác định các đội giành vé vào vòng 1 Tại bảng H, Bồ Đào Nha sau khi đã chính thức giành vé vào vòng trong sẽ có trận đấu với Hàn Quốc. Đây là trận đấu mà đại diện châu Âu có thể sẽ tung ra sân đội hình dự bị, trong khi Hàn Quốc không còn quyền tự quyết. Ngay cả khi chiến thắng, đội bóng châu Á cũng chưa chắc vượt qua vòng bảng khi họ cần chờ đợi kết quả từ trận đấu cùng giờ giữa Uruguay và Ghana. Cuộc đọ sức giữa Uruguay và Ghana cũng sẽ có ý nghĩa then chốt đến tấm vé thứ hai đi tiếp ở bảng đấu này. Hai trận đấu cuối của bảng H sẽ diễn ra lúc 22 giờ đêm nay, ngày 2 tháng 12. Và lúc 2 giờ dạng sáng mai, mùng 3 tháng 12, hai trận đấu cuối của bảng G sẽ được tổ chức. Cục diện bảng G cũng khá giống với bảng H khi Brazil sớm giành vé sẽ gặp một Cameroon không còn quyền tự quyết, trong khi đó Thụy Sĩ sẽ đối đầu trực tiếp với Serbia trong trận cầu có ý nghĩa then chốt. Nhận định bóng đá Ghana Uruguay, tâm điểm Suarez. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá Uruguay gặp Ghana trong khuôn khổ bảng H World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày mùng 2 tháng 12. Cục diện bảng H World Cup 2022 không có nhiều bất ngờ khi đội tuyển Bồ Đào Nha sớm giành vé đi tiếp sau hai chiến thắng liên tiếp. Khá bất ngờ khi chính đội tuyển Ghana với chiến thắng kịch tính trước Hàn Quốc đang là những người chiếm lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé thứ hai ở bảng đấu này tiến vào vòng 1-8. Tuy nhiên, ngay cả Uruguay lẫn Hàn Quốc vẫn còn quyền tự quyết số phận của mình. Thử thách dành cho Ghana ở lượt đấu cuối cùng mang tên Uruguay, một đối thủ gợi lại ký ức khó quên đối với những ngôi sao đen ở đấu trường World Cup. Cách đây 12 năm tại Nam Phi, Luis Suarez trở thành người hùng của Uruguay khi dùng tay cản phá một bàn thắng 10-10 của đối thủ. Anh nhận thẻ đỏ, nhưng cầu thủ Ghana đá hỏng quả phạt đền. Trong mắt người hâm mộ bóng đá Ghana, Suarez là kẻ phản diện. Truyền thông Ghana thậm chí đặt cho trận đấu này là sứ mệnh phục thù, đủ thấy họ khao khát trả món nợ ấm ức năm xưa đến mức nào. Uruguay hiện không còn là phiên bản giành hạng tư World Cup năm 2010. Edison Cavani và Luis Suarez ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, trong khi Darwin Nunes vẫn là dấu hỏi lớn ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Uruguay chủ yếu gây khó dễ cho đối thủ bằng khả năng phòng ngự dựa trên màn trình diễn của hai đội tuyển ở hai lượt trận đầu tiên ghana có lẽ được đánh giá cao hơn đội bóng có biệt danh những ngôi sao đen luôn vào sân bằng một nguồn năng lượng dường như vô tận người lĩnh xướng hàng công của những ngôi sao đen là tiền vệ mohamed kudus ngôi sao thuộc biên chế ajax vừa khéo léo vừa mạnh mẽ và sở hữu tốc độ như xé gió kudus hết làm khổ hàng thủ bồ đào nha rồi lại khiến các hậu vệ hàn quốc vất vả đội tuyển ghana phòng ngự chưa phải là tốt nhưng đội bóng này đủ sức lấy công bù thủ Bên cạnh Kudus, huấn luyện viên Addo còn đó những tiền đạo kỳ cựu như là Jordan Ayel và Andre Dự đoán Ghana thắng Uruguay 3-2. Nhận định bóng đá Hàn Quốc Bồ Đào Nha, cơ hội cuối của Son heung Min. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá Hàn Quốc Bồ Đào Nha trong khuôn khổ bảng hát World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày mùng 2 tháng 12. Đội tuyển Hàn Quốc chưa thể hiện được nhiều điều tại World Cup 2022, dù họ mang đến Qatar một đội hình không thiếu những cầu thủ chất lượng, mà đổi mật nhất chính là Son Heung-min. Qua hai trận đấu đầu tiên, đội bóng xứ sở Kim Chi rơi vào thế buộc phải giành chiến thắng trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Bất chấp việc đã giành vé đi tiếp, đội tuyển Bồ Đào Nha chắc chắn không muốn thất bại trước một đối thủ đến từ châu Á. Tuy nhiên, huấn luyện viên Fernando Santos vẫn phải cân nhắc đến thể trạng của các trụ cột, đặc biệt là bộ ba Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Jao Felix. Rất có thể những mũi công quan trọng này sẽ ngồi trên băng ghế dự bị thay vì đá chính ngay từ đầu. Trong buổi tập gần đây của đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo không có mặt. Chưa ai biết được chuyện gì đã xảy ra với tiền đạo sinh năm 1985. Nhưng cho dù Ronaldo gặp chấn thương hay bận việc cá nhân, anh có lẽ cũng không ra sân. Chỉ riêng những điều chỉnh nhân sự này cũng là món quà mà đội tuyển Bồ Đào Nha dành cho đội tuyển Hàn Quốc. Ít nhất hàng thủ Hàn Quốc sẽ không phải chịu áp lực quá lớn từ hàng công của đối phương. Dù sở hữu những cầu thủ chất lượng, nhưng cách các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento phòng ngự trước Ghana thật đáng báo động. Thực tế đội tuyển Ghana phối hợp không hay mà họ chỉ đánh bại Hàn Quốc bằng nỗ lực của cá nhân Kudus và đồng đội. Đây là lỗ hổng mà đội tuyển Hàn Quốc phải vá lại trước khi nghĩ đến mặt trận tấn công. Nhiệm vụ ghi bàn sẽ được giao cho Son Heung-min. Đến thời điểm này, tiền đạo của Tottenham vẫn chưa để lại dấu ấn nào ở giải đấu trên đất Qatar. Chấn thương ở vùng mặt và phải đeo mặt nạ khi thi đấu chắc chắn ảnh hưởng đến Son Heung-min, nhưng gạt bỏ hết những rào cản, Sonny phải chứng minh đẳng cấp của mình bằng một bàn thắng hoặc những đường kiến tạo cho các đồng đội. Chiến thắng chưa chắc giúp đội tuyển Hàn Quốc đi tiếp, nhưng họ phải nỗ lực tự cứu mình trước khi nhìn vào kết quả của cuộc đọ sức giữa Ghana và Uruguay. Dự đoán Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha với tỷ số 3-2. Nhận định bóng đá Cameroon, Brazil thắng trận thủ tục. Cameroon không phải chướng ngại vật đáng gờm với một Brazil đang trình diễn phong độ ấn tượng tại World Cup 2022. Đội tuyển Brazil đang thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2022, không trình diễn lối chơi tấn công vũ bão và lôi cuốn vốn có như trong quá khứ. Thầy trò huấn luyện viên Tite vẫn thể hiện vũ điệu samba, nhưng đó là điệu nhảy của sự khoa học, tính tổ chức và có phần thực dụng như một đội tuyển châu Âu. Brazil đang tiến từng bước chắc chắn, ở trận gia quân, đại diện Nam Mỹ đánh bại Serbia với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Richarlison. Đây là cuộc so tài mà Brazil làm chủ thế trận nhưng không vội vã tràn lên dồn ép mà từng bước khuất phục đối thủ bằng những miếng đánh bất ngờ ở từng thời điểm. Đến trận gặp Thụy Sĩ, Brazil lại vấp phải khối phòng ngự nhiều tầng. Nhưng một lần nữa Brazil kiên trì tạo áp lực, phối hợp mở ra khoảng trống bằng những đòn phối hợp toan tính và chắc chắn để rồi ghi bàn duy nhất nhờ công của Casemiro. Brazil đang là đội duy nhất ở World Cup 2022 chưa thủng lưới, thậm chí chưa để đối thủ sút trúng cầu môn một lần nào. Huấn luyện viên Tite đang xây dựng hình ảnh lì lợm nhưng đầy dũng mãnh và hiệu quả cho Brazil. Khi vũ điệu samba đặc trưng được đưa vào khuôn khổ khoa học và toan tính, Vinicius Gia cùng đồng đội trở thành đối thủ khó lường. Do Thụy Sĩ phải quyết chiến với Serbia để tranh vé đi tiếp, nên Brazil gần như chắc chắn giành được ngôi đầu bảng. Chỉ trong trường hợp Brazil thua Cameroon, còn Thụy Sĩ thì hạ Serbia để san bằng cách biệt điểm số và hiệu số, đội bóng Nam Mỹ mới rơi xuống vị trí thứ hai. Ở trận Cameroon lúc 2 giờ ngày mai mùng 3 tháng 12, Brazil chỉ cần một điểm. Đây là mục tiêu khả thi, dù huấn luyện viên Tite có thể tung đội hình sự bị để dưỡng sức cho các trụ cột. Do Neymar chấn thương và nhiều khả năng không kịp trở lại, Brazil cần bảo toàn lực lượng để trải sức cho các trận đấu khó nhằn ở vòng loại trực tiếp. Dù chơi với đội hình phụ, Brazil vẫn mạnh hơn nhiều so với Cameroon. Đội bóng châu Phi đã hòa xét bi ở trận trước trong bối cảnh bị dẫn 3-1. Đây là màn trình diễn đáng khen. Tuy nhiên Cameroon vẫn mang đặc trưng của những đội tuyển châu Phi điển hình, đó là ngẫu hứng, thiếu tổ chức và lạnh lùng. Một đội bóng như thế lại gần như không còn động lực như Cameroon, rất khó tạo nên cuộc lật đổ trước Brazil. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Brazil và học trò đủ kinh nghiệm để đánh bại những đối thủ non nớt như Cameroon. 90 phút trên sân Lusain lúc 2 giờ ngày mai mùng 3 tháng 12 có thể là màn tập dượt cần thiết để Brazil rèn những miếng đánh mới, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường khó khăn tiếp theo. Dự đoán Cameroon thua Brazil 0-2. Nhận định bóng đá Serbia gặp Thụy Sĩ bảo vệ lợi thế. Thụy Sĩ sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022 khi đang có ưu thế trước Serbia ở trận hạ màn. Nếu sớm phải chia tay World Cup 2022 từ vòng bảng, đội tuyển Serbia có lẽ chỉ biết tự trách mình. Ở trận gặp Cameroon, Serbia đã dẫn 3-1, nhưng để đối thủ vùng lên gỡ hòa 3 đều trong những phút cuối. Kết quả này khiến Serbia đứng cuối bảng thay vì nhì bảng trước lượt đấu hạ màn. Màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trước Cameroon cũng cho thấy đặc trưng lối chơi của Serbia, đó là bất ổn và thiếu tính kiểm soát. Dù đại diện Đông Âu có nhiều cầu thủ giỏi như là Sergei Milikovic-Savic, Aleksandra Mitrovic, Sebi chỉ giữ sạch lưới một trong 109 trận gần nhất. Sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Dragon Stokovic chủ yếu nằm ở hàng tấn công, còn trên khía cạnh phòng ngự, Sebi hiếm khi cho thấy sự chắc chắn với 5 bàn thua phải nhận ở World Cup 2022. Trong trận đấu buộc phải thắng trước Thụy Sĩ, Sebi sẽ trông cậy ở hàng công nhiều hơn là tuyến phòng ngự. Tuy nhiên, trước đối thủ lọc lõi như Thụy Sĩ, tấn công thôi là chưa đủ. Thụy Sĩ đang sở hữu hàng thủ kín kẽ với vỏn vẹn một bàn thua tại World Cup từ đầu giải. Trước Brazil, các học trò của huấn luyện viên Murat Jakin đã chơi chặt chẽ, khiến đối thủ phải chờ đến phút cuối mới ghi được bàn định đoạt trận đấu. Nếu Serbia ở World Cup 2022 là phiên bản công làm thủ phá, Thụy Sĩ lại chơi đầy toan tính và thực dụng. Sự đối lập của hai trường phái tạo nên cuộc đối đầu thú vị lúc 2 giờ ngày mai mùng 3 tháng 12. Một Thụy Sĩ có quyền tính toán sẽ chơi chặt chẽ và rình rập. Trong trường hợp Cameroon thua Brazil, Granit Saka cùng đồng đội chỉ cần một điểm để có mặt ở vòng 1-8. Nắm quyền tự quyết trong tay, Thụy Sĩ sẽ không để lỡ cơ hội. Bên phía đối diện Sekbi phải giành chiến thắng và con đường duy nhất của Mitrovic cùng đồng đội là chơi tấn công. Xuyên suốt hai trận gặp Brazil và Cameroon, Sekbi đã thể hiện tốt khả năng tạo dựng cơ hội, nhưng hàng thủ được tổ chức kỷ luật của Thụy Sĩ mang đến thử thách rất khác. Áp lực phải thắng nặng nề trên vai có thể ngăn Sekbi, đội vốn không nhiều kinh nghiệm ở sân chơi World Cup như Thụy Sĩ trong 10 năm qua. Với dàn cầu thủ đang chơi ở những giải đấu hàng đầu, cũng như bản lĩnh được chui rèn qua những trận đấu lớn ở World Cup, Euro hay Nation League, Thụy Sĩ đủ khả năng bảo vệ lợi thế để có mặt ở vòng 1/8. Dự đoán tỷ số Thụy Sĩ thắng 1-0.